Xin chào cả nhà. Xúc Ngầu Hiền Hải Phòng bên em lại tiếp tục lên sóng cho các bác một con chảo dòng inox Mỹ nha các bác nhé. Dòng này inox chống dính tự nhiên này. Con này mới 99 đến 100% hàng chưa qua sử dụng luôn nha các bác nhé. Con này đường kính 27 sâu 6 này các bác này. Con này em bán 1 triệu chưa bao gồm phí ship, ship cộng thêm 30.000 cho các bác nhé. Đấy, vung xịn xò chuẩn xịn 100% hàng Mỹ luôn các bác này, vung riêng cái dòng Mỹ này vung xịn bao giờ cũng có cái dòng lỗ thông hơi như này. Đấy. Các nhìn này gạt như này này là kín không không thông hơi, đẩy sang như này là thông hơi các bác nhìn chưa. Đấy, vung xịn mới 100% hàng chưa qua sử dụng luôn này các bác này. Đây chảo nhá, mới tinh luôn nha các bác nhá, mới tinh luôn, gần như chưa qua sử dụng, 99% là hàng mới. Đấy, dòng này có quai để treo này, inox đẹp sáng bóng, đun từ ok nhá các bác nhá, mới tinh luôn. Đây các bác nhìn này, dòng Mỹ này, Make in USA này, dòng 5 lớp này. Đấy. Các bác nhìn chưa? Make in USA, mới tinh luôn. Đường kính của nó em đo phủ bì ra 27 nhá các bác nhá. Inox chống dính tự nhiên. Đấy, cái dòng này các bác thích dùng cái dòng này an toàn tuyệt đối cho sức khỏe luôn này, bền vĩnh viễn luôn này các bác này. Thì các bác lên Google các bác tra cách hướng dẫn sử dụng về dòng chảo inox chống dính tự nhiên hàng mới nha các bác nhé. Đấy, nó sẽ hướng dẫn mình là về mình sử dụng như thế nào ngay từ bước đầu tiên đấy các bác. Đấy, thì mình sử dụng nó sẽ đạt mức hiệu quả tối đa luôn này các bác này. Inox chống dính tự nhiên bền cực kỳ luôn. Bác nào đã sử dụng rồi thì biết về chất lượng của nó này. Đấy. Quá mới luôn nha các bác nhé. Đun từ ok. Dòng chảo 5 lớp. Đấy. Inox 2 đáy này, dày luôn. Cái dòng này thì các bác đun yên tâm không bao giờ sợ tách đáy nhé các bác nhé. Vì cái đáy nó kết cấu với nhau không khác gì hàng nguyên khối luôn cả các bác ạ. À. Mới tinh. Còn rất chi là mới tay chính tay phụ còn nguyên nhé các bác nhé. Bán cho các bác 1 triệu bao 1 triệu chưa bao gồm phí ship này cộng thêm 30.000 tiền vận chuyển này. Vung chuẩn xịn xò đi theo luôn này. Đấy. Bác nào cần thì alo em nhé. Số điện thoại 0934230664 ạ. Giá 1 triệu cộng thêm 30.000 tiền vận chuyển là 1.030.000. Bác nào lấy thì alo em, số điện thoại 0934230664. Và hàng bên em thì ship toàn quốc nhé, cọc trước lên đơn, cọc trước cho 100.000 còn lại nhận hàng được kiểm tra hàng và thanh toán ạ. Rồi, xin chào các bác ở các video sau.